Xin chào các bạn, mình là Hữu Huân. Hiện nay 30 Size đang là chuỗi tóc nam hàng đầu Việt Nam có áp dụng công nghệ và rất là nhiều anh em đã rất là quen thuộc với cái chuyện công nghệ rồi và đặt lịch cắt tóc đến rất là thường xuyên. Nhưng mà bên cạnh đấy thì vẫn còn rất là nhiều người chưa biết cách đặt lịch như thế nào và coi nó hơi bị rườm rà và mất thời gian. Nên vì vậy cái chuyện đặt lịch nó có mất thời gian hay không thì ngày hôm nay Hữu Huân sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để đặt lịch chỉ trong vòng có 30 giây thôi và sẽ review một thứ khá là mới, đó chính là app 30 Size. Trong lúc đợi đào app về thì tôi sẽ giải đáp một số vấn đề thắc mắc của khá nhiều anh em. Đó là thứ nhất thì cái chuyện đặt lịch ấy thì nó không hề mất thời gian, nó cũng không hề rườm rà, nó sẽ chỉ mất của các bạn đúng 30 giây thôi. Còn về cái vấn đề bảo mật ấy thì mọi thông tin các bạn điền vào trang web đều được bảo mật an toàn một cách tuyệt đối. Còn vấn đề thứ ba đó là vấn đề trả tiền, thanh toán thì các bạn cũng không cần phải thanh toán trước, cũng như là không cần phải dùng thẻ. Các bạn có thể đặt lịch đến cắt tóc như bình thường và thanh toán tiền trực tiếp tại quầy lễ tân. Và điều cuối cùng đó là một ưu điểm so với các tiệm cắt tóc truyền thống, đó là các bạn sẽ không còn cái cảnh phải chờ đợi, phải xếp hàng mới đến lượt mình cắt tóc, có khi phải mất đến 1-2 tiếng. Thì ở 30 Size chuyện này đã được giải quyết hoàn toàn, các bạn sẽ dường như không cần phải chờ đợi điều gì. Và chúng ta cùng vào thử xem cái app này nó có những gì nhá. Đầu tiên thì các bạn cần phải đăng ký một cái tài khoản trước đã. Và cái chuyện đăng ký này thì cũng rất là đơn giản, chỉ cần điền đủ thông tin của mình vào đây. Và chúng ta sẽ điền mail vào. Sau khi chúng ta điền mail vào thì cũng không cần phải xác nhận lại trên email, chúng ta có thể đặt lịch ngay lập tức luôn. Và chúng ta đã vào thành công cái giao diện của app 30 Size. Và ở trong đây thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều mục, như là có 30 Size Store, chúng ta có thể đặt hàng ngay trực tiếp ở trên đây. Các bạn chỉ cần ấn vào đặt hàng thôi thì ngay lập tức sẽ có người gọi điện đến và ship đến tận nhà cho các bạn. Và chúng ta sẽ có chuyên mục blog, những cái thông tin, những cái kiểu tóc mới đẹp nhất, hot nhất trong nước cũng như là ở nước ngoài, cũng như là các kiểu tóc mà 30 Size đang làm tạo ra xu hướng mới cho năm 2018. Và sẽ có mục menu. Ở trong menu này chúng ta sẽ có lịch sử cắt tóc, thì chúng ta có thể xem lại những cái kiểu tóc cũ mà chúng ta đã từng cắt, vào thời gian nào, thời điểm nào, tại đâu và cắt với stylist nào. Chúng ta sẽ có cả cam kết của 30 Size Care, nghĩa là bảo hành sau khi các bạn cắt tóc xong sẽ có bộ sưu tập các kiểu tóc. Đây, rất là đẹp. Sẽ có bảng giá ở đây luôn. Đó, có 30 Size TV là các video chúng ta làm trên YouTube, có danh sách các salon. Và chúng ta cùng bước vào đặt lịch nhé. Đây, khi mà các bạn ấn vào đặt lịch thì ngay lập tức hệ thống đã lựa chọn cho các bạn salon nào gần với bạn nhất. Ở đây có ghi cả cái quãng đường mà các bạn phải di chuyển. Ở đấy, ví dụ như là 295 Đê La Thành là nơi gần nhất với tôi, cách có khoảng 1,48 km thôi. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ đặt lịch cắt tóc tại Trương Định, tuy hơi xa một chút nhưng mà tôi đã có hẹn với một stylist ở đây. Đó, ấn vào tiếp theo. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ bắt đầu đến với giao diện đặt lịch. Và các bạn thấy đấy, thì sẽ có những cái khung này. Đó, nhưng giả sử như tất cả các khung này đều có người đặt lịch hết rồi, nó đều màu đỏ hết rồi, thì ở dưới sẽ có cái phần gợi ý là chúng ta di chuyển sang một salon khác và chỉ cách có 2 phút chạy xe thôi. Đó, 2 salon luôn. Đây, bên cạnh Trương Định thì chúng ta sẽ có Lò Đúc và Lạc Trung. Chúng ta cũng có thể tùy chọn stylist cho mình, ấn vào đây. Đó, thì ở đây sẽ hiện lên tên và ảnh chụp chân dung của stylist đó, thì chúng ta có thể book lịch trực tiếp cho người stylist đó cắt tóc cho mình. Ở đây thì tôi sẽ đặt anh Quang. Có. Đó, tôi sẽ book vào lúc 1:30. Tiếp theo là đặt lịch. Đó, và cuối cùng thì chúng ta đã đặt lịch xong. Ngay bây giờ thì tôi sẽ tới Trương Định để tận hưởng dịch vụ tại 30 Size. Các bạn hãy đi cùng tôi xem là tôi check in với quầy lễ tân và thanh toán như thế nào nhé. Mang sai chào bạn nhé. Bạn đến với mình đã đặt trước cho bạn nhé. Mình đặt lịch trước rồi. Cho mình xin 3 số cuối của bạn. 4545. Bạn Huân Vũ Anh Quang đúng không? Đúng rồi bạn. Mình mời Huân ra nhớ mình sẽ mình nhớ.
Và cuối cùng thì các bạn chỉ cần mang 100k kèm với bill để tiến tới quầy lễ tân thanh toán tiền trực tiếp. Vậy là vừa rồi đó là toàn bộ quy trình đặt lịch cũng như cắt tóc tại 30 size. Và việc đặt lịch sẽ không mất của các bạn đến 30 giây đâu. Hơn nữa là sẽ không cần phải chờ đợi ai cả. Và muốn đẹp trai thì hãy đến 30 size nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại.